Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh lọt đúng với cái hương vị truyền thống. Bánh nó có cái độ dai dai mềm mềm, ăn cùng với nước cốt dừa. Công thức này các bạn có thể làm để bán hoặc là ăn đều rất là thích hợp. Mình để qua ngày hôm sau thì sợi bánh lọt nó vẫn dai ngon, không có bị bở, không có bị mềm. Mời các bạn xem video để biết cách làm, cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị bột. Mình dùng hai loại 100g bột năng hay là bột mì tinh, 100g bột gạo. Thì có cái loại hạt vậy nè, các bạn dùng nó sẽ ngon hơn. Cho hết bột gạo vô trong cái thau, cho hết bột năng vô. Thì mình dùng tỷ lệ là 1:1. Cho vào đây nửa lít nước lọc. Rồi mình sẽ khuấy đều lên cho bột nó hòa tan với nước. Rồi các bạn sẽ để yên 2 tiếng cho bột nó nở. Bây giờ mình chuẩn bị tới cái phần để ăn kèm. Thì mình dùng đây là khóm, 1/4 trái khóm. Để chút nữa mình cắt, mình nấu nước đường và mít ha. 100g đường cát, mình dùng hai loại luôn ha. Và 100g đường thốt nốt, để chút nấu chung cho nó ngon. Tí xíu muối, cắt khóm ra. Trong cái nước đường mà các bạn có cho khóm vô thì nó thơm ngon lắm, giống như là các bạn uống cái nước chè trái cây vậy đó. Chè trái cây ngọt ngọt mà nó thơm thơm. Rồi mình cho khóm qua một bên. Tương tự thì mình cũng cắt mít luôn ha. Mít thì các bạn cắt ra sợi nhỏ nhỏ, mình cắt mỏng mỏng để chút nữa mình cho vô bánh lọt mình uống. Đây là nước vôi nè. Nước vôi này thì các bạn dùng 1 muỗng canh cho 1 lít nước, mình ngâm qua đêm. Bây giờ mình sẽ lọc, mình lấy cái phần nước trong ở bên trên, mình ngâm nhiều trừ hao á. Rồi lọc lại thì mình lấy được nửa lít thôi ha, không cần lấy nhiều. Nước trong. Đây, phần bột thì mình để được 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ bột nó lắng xuống vậy nè. Các bạn sẽ chắc cái phần nước trong mình bỏ đi, nước này sẽ làm cho bột nó bị hôi á. Mình bỏ cái phần nước trong này cũng giúp cho bánh lọt nó dai. Và mình chắc ra được 300ml. Thì mình sẽ bù vào đây 300ml nước lá dứa. Nước lá dứa xay ra, các bạn để tủ lạnh để mình lắng được cái màu đẹp. Rồi trộn đều lên, trộn cho nó tan đều ha. Và mình chắc cái phần nước trong của lá dứa bỏ đi, nó cũng không bị đắng. Các bạn sẽ lọc qua rây để bảo đảm phần bột nó mịn. Rồi bây giờ mình để bột ở đó, mình đi nấu nước đường trước ha. Cho hết hai loại đường vô, cho vô tí xíu muối. 200g đường thì các bạn cho vào đây 200ml nước thôi, mình nấu lên. Cái nước đường nó sẽ kẹo kẹo, ăn nó sẽ ngon hơn. Khuấy đều cho nó nhanh tan. Sau khi mà đường sôi thì cái phần đường thốt nốt và đường cát nó cũng hòa tan đều rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy khóm cho vô. Đường tan xong các bạn hãy cho khóm vô. Cho khóm vô thì mình nấu cho nó sôi bùng lên nữa là được. Rồi mình tắt bếp chứ không cần để lâu. Rồi bây giờ nước đường nó sôi lên nè, các bạn tắt bếp ha, chờ cho nó nguội. Rồi cái phần nước của cái bánh lọt mình sẽ bắt lên bếp mình khuấy. Các bạn sẽ khuấy đều với lửa nhỏ, khuấy liên tục để cho bột nó đặc lại. Đây mình khuấy một hồi, bắt đầu bột nó đặc lại như nè. Các bạn nhớ khuấy liên tục và để lửa nhỏ thì bột nó sẽ mịn, nó không có bị ốc trâu. Mình khuấy liên tục vậy đó, để cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy nồi, nó sẽ bị cháy bột. Thì tổng cộng lượng nước mình dùng là 1 lít nước. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để lửa thiệt là nhỏ. Dỡ nắp ra, các bạn sẽ khuấy sơ để cho nó đừng có bị đóng dưới đáy nồi nha.
Đẩy nắp để lửa nhỏ là để cho bột nó chín hoàn toàn. Đẩy nhẹ cái rồi mình đẩy nắp lại tiếp. Đẩy nắp khoảng chừng 2 đến 3 phút là các bạn dỡ nắp ra là được rồi. Mình sẽ đẩy nhẹ nhẹ. Bột mà nó trong lại thì nó mới chín nha. Thì từ cái lúc mà mình khuấy cho đến mà bột chín là khoảng nửa tiếng á. Bây giờ vậy là được rồi nè. Mình chuẩn bị cái khuôn này. Các bạn dùng cái khuôn mà có cái lỗ lớn nhất á, là để dành cho bánh lọt. Khuôn này thì các bạn tìm mua trong những chỗ bán đồ mũ, đồ nhựa là có. Gài nó lại. Chuẩn bị thao nước, nước đá lạnh nha, để chút nữa mình ép xuống cho nó đặc lại. Rồi mình sẽ múc lên. Các bạn thấy bột của mình vậy là cái bánh lọt nó có cái độ dai giòn nè. Nó không có bị bở. Bột này nó sẽ hơi đặc một tí xíu. Các bạn đè nhẹ xuống để cho sợi bánh lọt nó lọt ra. Rồi mình ép khuôn xuống ha, cho nó lọt vô trong cái thau nước. Và ăn ở nhà nên mình chỉ làm vậy thôi. Nếu như với công thức này mà các bạn bán thì mình pha vô trong nước đá này nửa muỗng cà phê hàng the, để giúp cho sợi bánh lọt nó dai giòn và mình để nó không có bị bở. Đây là công thức trong nghề, không có ai chia sẻ đâu. Đây, sợi bánh lọt mình đã làm xong hết rồi nè. Các bạn làm hai màu á, nhìn nó đẹp hơn. Thì mình cho thêm tí xíu màu thực phẩm vô á, màu nó sẽ tươi hơn là màu bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ múc nước đường khóm để cho vô uống nha. Bánh lọt này á, các bạn để 2 ngày luôn, vẫn dai ngon, không có bị bở, không có bị mềm. Đây là đậu xanh, mình hấp chín nè. Thích ăn thì cho, còn không thích thì các bạn khỏi cho. Cho thêm mít lên. Trong cái chè bánh lọt á, các bạn có cho mít thì nó thơm lắm. Và không thể thiếu chính là nước cốt dừa. Nước cốt dừa ép các bạn cho nước sôi vô để mình hòa tan ra. Ăn cho nó an toàn. Rồi, vậy là xong. Một ly chè bánh lọt. Rất là ngon luôn. Khi mà các bạn khuấy bột á, là mình nghe được cái mùi bánh lọt nó dậy lên rồi đó. Nó thơm cái mùi lá dứa. Đây, sợi lọt nè. Nó có cái độ dai dai trong trong. Rất là ngon luôn các bạn. Dai dai mà nó mềm mềm nha. Nó mềm tan trong miệng chứ nó không có bị quá dai. Thì bánh lọt mà các bạn ăn quá dai là nó cũng không có đúng. Ăn rất là ngon, giống y như người ta bán vậy đó. Bánh lọt này các bạn sẽ ngâm trong nước nha. Và mình cứ để trong nước vậy đó. Nếu như cất qua ngày hôm sau thì các bạn cho thẳng vô trong ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Sợi lọt nó sẽ dai và nó không bị bở mềm. Dai và nó có cái độ mềm mềm chứ không có bị quá dai nha. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.